Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Bóng Chuyền Miền Tây. Thì trước mắt các bạn là trận đấu tranh ba tư giữa xã Phú Cần và xã Tập Ngãi diễn ra trong giải hội thao huyện Tiểu Cần nha mọi người. Là tranh ba tư nha mọi người. Đập bóng không có lưới. Điểm 1-0. Điểm tốt 2-0 cho Tập Ngãi. Bóng ngoài. Điểm Tập Ngãi 3-0. Điểm tốt cho Phú Cần 1-3. Ở điểm 1-3. Đập bóng tốt. Điểm Phú Cần 2-3. Điểm tốt cho Tập Ngãi 4-2. Điểm tốt cho Tập Ngãi. Phú Cần các bạn, xin lỗi nha. 3-4. Bóng bằng tay. Điểm Tập Ngãi 5-3. Điểm tốt cho Phú Cần. Điểm Phú Cần 4-5. Bóng ngoài. Điểm Phú Cần 5-5. Không còn. Đắp. Bóng không sang lưới. Điểm Phú Cần 6-5. Bóng không sang lưới, tiếp tục. Điểm Phú Cần 7-5. Bóng ngoài. Điểm Tập Ngãi 6-7. Bóng
Không có. Được Google quá hay. Ờ, chuyện hay các bạn. Bỏ bông tốt. Điểm cuối cần 8 6. Điểm tập ngãi 7 8. Chẳng mong tốt 8 đều. Điểm tập ngãi 8 đều. Lỡ kỹ thuật. Điểm cuối cùng 9 8. Điểm 9 8. Đô. Bóng cò. Đáp. Điểm tốt cho Phú Cần. Điểm cuối cùng 10 8. Bóng ngoài. Điểm tập ngãi. Điểm rồi cho tập ngãi. 9 10. Điểm tập ngãi 10 đều. Bóng ngoài tiếp tục 10 đều. Bóng tốt. Điểm cuối cần 11 10. Bóng tốt. Điểm cuối cần 20 12 10. Bóng ngoài. Điểm cuối cần 11 12. Bóng còn, thủ tốt nha mọi người. Quá tốt. Xe đẹp tốt. Điểm cuối cần 13 11. 13 11. Bóng còn. Bóng còn nha mọi người. Đáp. Điểm tốt cho Phú Cần. Điểm Phú Cần 14 11. Phá bóng không có lưới. Điểm tập ngãi 12 14. Bỏ bóng không vào lưới. Điểm tập ngãi 13 14.
là bóng tốt. Điểm phút đoạn 15-13. Bóng tốt. Điểm phút đoạn 16-13. Điểm tốt cho phút đoạn tiếp tục. Điểm 17-13. Bóng không sang lưới. Điểm phút đoạn 18-13. 13. Tạm dừng hồi. Xin đấu tiếp tục nha mọi người. Bóng còn. Quá tốt. Đắp. Điểm tốt cho Tập Ngãi. Điểm Tập Ngãi 14-18. Điểm tốt cho Phúc Cần. Điểm Phúc Cần 19-14. Bóng còn. Bóng không sang lưới. Điểm phút đoạn 20-14. Có bóng còn sang lưới. 15-20. Đổi điểm cho Tập Nãy 15-20. Bóng chạm lưới. Điểm Tập Nhảy 16-20. Có bóng không chạm lưới. Điểm Phúc Cần 21-16. Điểm tốt cho Phúc Cần. Điểm Phúc Cần 22-16. Phát bóng tốt. Điểm Phúc Cần 23-16. Bóng không sang lưới. Điểm Tập Ngãi 17-23. Bóng còn. Đáp. Bóng tốt nha mọi người. Điểm Phú Cần 24-17. Điểm cuối ở set thi đấu thứ nhất. Phát bóng không vào lưới. Điểm Tập Ngãi 18-24. Đỡ bóng hảo. Kết thúc set thi đấu nhất. Phú Cần đã chiến trước 1-0.